hello, vâng chào cả nhà. Mình sẽ chờ một phút để mọi người vô đông đủ chút nhé. Đã lâu lắm rồi vân không có trở lại cái Facebook Live. À. Ok, nghe chị rõ không vậy mà? như chị đó bấm như chị số 1 nhé okay. chào cả nhà đã lâu lắm rồi vẫn vâng không trở lại cái facebook live cá nhân và hôm nay mình sẽ phát sóng facebook live cá nhân lại Rõ hả, ok, very good à, Mọi người cho Vân biết mọi người đến từ đâu nè Diễm yeah, em có thể share cái video này vô nhóm tâm linh dùm chị nha okay. à, Hôm nay cái đề tài rất là hay Và hình như ai cũng đang hoặc là đã từng trải hoặc là sẽ Sẽ À, gặp trong cái vấn đề này <laughs> cho nên sẽ giúp được mọi người rất là nhiều về cái vấn đề này à, mình sẽ bắt đầu trong 10 giây nữa nhé mọi người có thể cho con biết mọi người đến từ đâu nè đêm buông mày thuộc hello Huế hello Nana Hello, chị kim cương nguyễn, chị helen lê, chị phụng võ. Ok, vâng à, sẽ bắt đầu cái đề tài hôm nay, ha. <laughs> tại lý do tại sao mà vâng nói rất là nhiều người sẽ đã đang và, và sẽ gặp cái đề tài này à, ba câu hỏi giúp bạn thoát khỏi bế tắc đau khổ rất là hay đúng không à, trước khi vân vào cái đề tài thì à, vân xin tự giới thiệu sơ vân tên là vân võ đến từ Tampa florida à, và à, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái đề tài là ba câu hỏi giúp bạn thoát khỏi bế tắc đau khổ trong cuộc sống của mình vậy thì cho vân hỏi nè Trước khi Vân đi sâu vào thì cho Văn hỏi các bạn nè Có phải mọi người trong chúng ta à, mỗi, mỗi các bạn đó Có phải đã từng trải qua những cái bế tắc trong cuộc đời hay không? Hoặc là đang, hoặc là từng trải Nếu có bấm nhiệm Văn số 1 nè Nếu có bấm nhiệm vân số 1 Và câu hỏi kế tiếp là Bằng cách nào để các bạn vượt qua OK, các bạn có thể cho con biết ha. Thì cái đề tài này nó mới hấp dẫn với các bạn chứ đúng không? <laughs> Ai đã từng trải qua những bế tắc của cuộc đời, những cái mà mình cảm thấy không có vừa ý, những cái mà mình cảm thấy um, bất an đến với mình, những cái mà mình cảm thấy tưởng chừng như không có vượt qua được nó và phải đau khổ vì nó một thời gian dần dần một thời gian nếu có các bạn bấm số một thì vâng ha ta cứ tưởng trần gian là cõi thật thế cho nên tất bật đến bây giờ thật vậy hồng trần cuồng cuộn là cõi mê trăm năm rốt cuộc thành hư ảo mà con người của chúng ta cứ mãi bám theo Cưỡng cầu danh lợi cưỡng cầu những cái mà không thuộc về mình quý vị không có thuộc về mình à sống tranh đua với nhau sống cơm áo gạo tiền sống được mình hại người làm tất cả gì đồng tiền đồng tiền có nhiều lúc nó là sức mạnh nhưng đồng tiền nó có thể giết mình bất cứ lúc nào nó cũng là phật mà nó cũng là ma cho nên rất là nguy hiểm đúng không ạ? Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ rất là công bằng. Công bằng lắm luôn. Những cái gì mà nó đến với mình đó là đều có nguyên nhân hết. Nó không phải là khơi khơi nó đến với mình đâu. Quý vị có tin điều này không nè? Quý vị có tin là tất cả những gì đến với ta đều có một cái lý do, đều có một cái nguyên nhân của nó hết. Ai tin bấm nhiều bằng số 2 nè đều có nguyên nhân và đều có lý do um, cuộc sống rất là công bằng không cho không có cho không ai hoặc là không có ai lấy mất của mình được những cái mà bạn có hôm nay là điều trong mệnh của mình đã có sẵn rồi đã có sẵn hết rồi hôm nay vẫn không phải nói về đạo quý vị nhé Vân chỉ chia sẻ cuộc sống thôi à, Cuộc sống vốn dĩ là nó là như thế, như thế Và ai cũng đã từng trải qua những cái như thế hết Chứ không phải là Vân nói đạo trong này nha Và tất cả, đạo nào cũng vậy hết Tất cả nó đều liên quan đến nhân quả hết Bạn gieo nhân bất lành, bạn sẽ gặt quả bất lành Bạn gieo nhân thiện, chắc chắn bạn sẽ gạt quả thiện Bạn gieo nhân làm phước bố thí giúp người nghèo thì chắc chắn bạn sẽ hưởng cái phước giàu đó là lẽ dĩ nhiên không có chạy đâu hết <laughs> lâu chị ngọc sưng dạ yeah, lâu quá à, chắc em vắng mặt cũng cả bốn tháng rồi đó mới xuất hiện lại trên live nè và và tất cả những gì đến với mình nó đều có nguyên nhân hết tại sao có người làm chơi mà ăn thiệt và tại sao có người làm hai ba công việc mà lại không đủ ăn đúng không Um, tất cả đều là nhân quả tất cả đều là liên quan đến trong mạng của mình hết trong mạng của mình không có số làm giàu ở đó mà cài cài ba bốn chớp nhiều công việc đi nữa làm cực cỡ nào đi nữa cũng không làm giàu nổi um, bên cạnh đó nhân quả nó đi song song với vô thường vô thường có nghĩa là có thể mình có của cải hôm nay ngày mai chưa chắc nó là của cải của mình và của cải nhà mình nó có thể đi qua nhà người khác bất cứ lúc nào người ta nói làm sao tiền bạc đúng không tiền nó rất là bạc <laughs> tiền bạc có nghĩa là tiền rất là bạc <laughs> nó bạc lắm bữa nay trong tay mình ngày mai trong tay người khác rồi không có giữ mãi được đâu nếu không có phước thì chắc chắn mình sẽ không giữ mãi được cái tiền nằm trong tay của mình cho nên có hôm nay chưa chắc ngày mai có à, khi có hôm nay rồi thì đừng nghĩ đến là dỗ ngực xưng tên ta đây là cái này ta đây là cái kia đừng quá cao có đừng quá tự cao tự đại đừng quá vui mừng đừng có cũng được không có cũng được đừng vội vui mừng các bạn vì có thể nó ra đi bất cứ lúc nào và nếu như nó đã mất thì chuyện gì xảy ra thì đừng quá nuối tiếc để rồi mình là cái người đau khổ mình là cái người uh, không hiểu chuyện rồi đau khổ chuốc quả vào thân đúng không cho nên tất cả những gì đến với ta đều có nguyên nhân của nó hết và tất cả những gì đến với ta à uh, thứ nhất là có lý do và dạ nguyên là nhân, nhân duyên nó đến với mình tất cả đều là nhân duyên và phải có lý do nó mới đến với mình đúng không ạ cái quan trọng ở đây là mình cố gắng giữ làm sao cho cái tâm hồn của mình nó bình an nó thanh thản nó chấp nhận những cái thử thách đến với cuộc đời của mình hãy chấp nhận những gì đến với ta đi đừng ở đó mà than trời trách đất cuộc sống này vốn dĩ nếu như chúng ta không hiểu đạo, nếu như chúng ta không sống bên tâm linh, chúng ta sẽ nói là vốn dĩ không công bằng. Nếu như chúng ta không hiểu chuyện thì chúng ta nói vốn dĩ không công bằng. Và mình hay đổ đổ thừa ông trời, ông trời ơi tại sao như vậy, tại sao tại sao? Tại sao tôi khổ như vậy, tại sao tôi làm nhiều như vậy mà tôi không có có tiền, tại sao tôi giỏi như vậy mà cũng không không làm ra được tiền. Tại sao và tại sao và cứ đổ lỗi ông trời. <laughs> Cho nên tất cả những cái đến với ta đều có nguyên nhân của nó. Đều có cái lý do và quan trọng ở đây là chúng ta phải có cái thần thái trong những gì mình mình những gì đến với mình. Hãy chấp nhận nó đi. Mặc dù mình nói mình là con người, mình sẽ gặp nhiều chuyện bất an hơn là chuyện an, đúng không? nhiều chuyện đến với mình nó không vui nhiều hơn là nó vui đúng không? đó là cái chuyện mà phải nói là đó là à, Đức Phật nói là nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biển đại dương. vì sao Vì chúng ta nhiều chuyện không vui đến với chúng ta nhiều hơn là chuyện vui? có nhiều người, bản thân Vân cũng vậy đã từng nói cái câu là cả đời không có câu không có nụ cười trọn vẹn trên môi mặc dù cười đó nhưng cái cười của mình cười gượng cười cố gắng cười chứ không có nụ cười trọn vẹn trên môi đúng không và cũng có rất là nhiều người nói với vân là chị ơi từ nhỏ tới lớn em sống trang cơm bằng nước mắt em làm cái gì cũng không thuận hết có nghĩa là mình đau khổ nhiều hơn là mình sung sướng đồng ý không cho nên là chúng ta phải nhìn như thế nào đối với những cái xảy ra đến với chúng ta và hãy nhớ không có cái vết thương nào không thể lành hết chúng ta bị cắt sâu bị mổ bị xẻ như thế nào đi nữa một thời gian sau nó cũng lành lại mặc dù nó vẫn còn một vết thẹo nhỏ nhưng nó sẽ lành lại một cách rất là nhanh đúng không nó sẽ lành lại không có vết thương nào mà nó 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 nở nó tài quầy hoài được hết không có bể khổ nào à, mà trầm lưng mãi mà không kết thúc hết không có cái nỗi khổ nào mà trầm mà khổ mãi mà không có kết thúc hết quý vị cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa kia mở ra cho chúng ta không có đường cùng chúng ta sẽ không có đường cùng đâu cho nên khi chúng ta cảm thấy cái tâm của chúng ta bất an, không ổn, chuyện gì đó nó đến với mình mà mình cảm thấy là không ổn, bất an và phiền não thì mình hãy hãy nghiệm lại cái thứ nhất. Vâng nói ba câu hỏi đúng không ạ? Ba câu hỏi mà có thể giúp mình thoát khỏi bế tắc. Cái thứ nhất là mình hãy ngồi lại và hỏi mình đừng đổ lỗi cho ai hết đừng đổ lỗi cho người ngoài kia đừng đổ lỗi cho tại người đó tại người này người này làm tôi khổ chồng tôi làm tôi khổ con tôi làm tôi khổ ông hàng xóm làm tôi khổ những người xung quanh tôi làm tôi khổ chứ không phải là tôi thật sự đừng đổ lỗi cho ai hết mà hãy nhìn vào mình mình hãy ngồi tỉnh lại và mình hỏi là chuyện gì đang xảy ra đến với tôi câu hỏi thứ nhất chuyện gì đang xảy ra đến với tôi hãy tự hỏi mình câu hỏi đó và tại sao nó đến với tôi vậy? Chuyện gì đang xảy ra đến với tôi? Và mình tìm ra được cái nguyên nhân. Bình tĩnh tìm ra nguyên nhân. Nhớ khi nóng mình đừng có đừng có trội lại. Tại vì mình nóng, người ta nóng thì hai bên sẽ không có vui chút nào hết. Sẽ càng thêm tệ nữa. Cho nên là người trí mình cần phải cố gắng tịnh cái tâm mình mặc dù mình mình nóng lắm, đâu có phải là mình vẫn còn phàm phu, mình đâu có phải chưa phải là thần là thánh là Phật mà đúng không? Cho nên phàm phu vẫn còn sân si, vẫn còn hỉ nộ ái ố. Thì bây giờ chúng ta biết điều đó thì chúng ta cố gắng biết cái nóng của mình nó lên rồi học kìm lại. Kìm lại. Trong dòng một tiếng, ba tiếng ngồi ngẫm lại ngồi suy nghĩ lại nếu như cái chuyện nhỏ thì một tới ba tiếng nếu như chuyện lớn cho phép mình ba ngày cũng được mà đúng không? cho nên hãy tìm ra cái nguyên nhân và khi mình hỏi được cái câu này nguyên nhân nó đến mình biết được cái nguyên nhân nó đến rồi nè thì mình sẽ hỏi mình một cái câu hỏi là trong vấn đề này nếu tôi tiếp tục đi thì tôi sẽ được gì tôi sẽ được cái gì và tôi sẽ mất cái gì mình tự trả lời cho bản thân của mình không có ai có thể giúp mình được đâu mình là cái người trả lời cho cuộc đời của mình mình là cái người kiến trúc sư để vẽ cuộc đời của mình và mình muốn vẽ cuộc đời mình như thế nào đó là ở mình không phải ở người khác. người khác có có thể cho mình lời khuyên, người khác có thể cho mình uh, an ủi, người khác có thể cho mình mượn bờ vai để khóc một trận cho đã. họ có thể làm cho mình được điều đó, nhưng tất cả những cái đó nó đều ở phía ngoài và cái sự quyết định là ở chúng ta, ở từng người một trong chúng ta. chúng ta mới là cái người làm chủ và giải quyết cái vấn đề của chúng ta. Và khi mình tìm ra được cái nguyên nhân rồi chuyện gì xảy ra đến với tôi rồi đó thì mình hãy hỏi là nếu như tôi giải quyết vấn đề này tôi được gì và mất gì. Và mình hãy nghĩ đến cái chuyện lớn mình cần phải làm để rồi mình mới quên được cái chuyện này. Ai đó làm tổn thương mình đau không? Đau chứ. Và một ngày không biết bao nhiêu người làm tổn thương mình vì những lời nói của họ vì những những cái à, xúc phạm của họ à, những cái chỉ trích của họ tất cả đều rất là dễ dàng vì sao vì chúng ta rất là sensitive có nghĩa là chúng ta rất là nhạy bén về cái à, 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 ai có thể nhắn cho phước xuân nó đi kiếm cái live trực tiếp của Vân chúng ta rất là nhạy bén về cái cảm xúc. Rất là sensitive trong cái 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 emotion, cảm xúc của chúng ta rất là dễ bị tổn thương. Và khi mà chúng ta bị tổn thương thì chúng ta rất là khó tha thứ đúng không? Rất là khó tha thứ thì mình hãy nhìn tới một cái gì đó nó to hơn. Rất là to hơn là cái vấn đề. Hơn là cái vấn đề. Vân nói một cái thí dụ nha. Trước đây Vân làm kinh doanh, à, anh xã Vân không có tin những cái Vân đang làm và anh xã Vân không muốn Vân làm kinh doanh à, mà Vân Vân đang làm, thì anh cứ luôn luôn kéo Vân ra và không muốn Vân làm, không muốn làm. Nhưng à, Vân biết được là cái này là cái nhất thời của ảnh thôi, vì ảnh chưa hiểu mình làm cái gì thì mình hãy chứng minh đi, mình cố gắng mình chứng minh cho anh thấy được là cái kết quả của mình, à, cái mà mình nhìn là đúng cái to lớn của mình là nếu như mình thành công với kinh doanh này thì gia đình mình sẽ có cuộc sống rất là sung túc, cuộc sống à, rất là thoải mái, cuộc sống giống như niềm mơ ước của mình, đó là cái lớn và mình hãy cố gắng vượt qua cái nhỏ để nhìn vào một cái lớn hơn nè, mình có thể thay đổi rất là nhiều. À, những người xung quanh ở ngoài kia những người mà đang cần mình giúp đỡ mình có thể thay đổi giúp họ rất là nhiều cho nên khi mình nhìn tới cái lớn thì mình sẽ vượt qua được cái nhỏ đúng không ạ cho nên khi mình biết được nguyên nhân rồi thì mình phải tịnh cái tâm lại mình sẽ được cái gì và mình sẽ mất cái gì nếu mình thành công với nuôi skin thì mình sẽ được à, tự do thời gian nè tự do tài chính nè có một sức khỏe rất là tuyệt vời nè à... Và mình sẽ xét về hưu luôn cả gia đình của mình trong thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm. Thì đó là cái được rất là lớn của mình đúng không? Và cái mất là gì? Mình đang rất là mệt mỏi những những cái mà ông chồng mình càm ràm, càm ràm. Nhưng mình mất cái tôi của mình. Mình tập làm sao mất cái tôi của mình mất cái tôi có nghĩa là mình cố gắng mình kìm kìm mình lại đừng có để mà xung đột trong gia đình đúng không cho nên mình phải nhìn tới một cái lớn hơn để rồi mình sẽ khắc phục cái vấn đề của mình nó dễ dàng hơn dĩ nhiên trong cuộc sống có rất là nhiều cái nó đến với mình nó là một cái thử thách thử thách nếu các bạn làm chuyện nhỏ các bạn sẽ có thử thách nhỏ các bạn làm chuyện lớn các bạn sẽ có thử thách rất là lớn và cái thử thách nó tùy theo cái ước mơ của bạn mà mình có cái thử thách này và có nhiều lúc cái thử thách nó đến với mình một cái rất là bất ngờ một cái sốc một cái sốc sốc lắm luôn vì sao vì mình không có ngờ được là cái thử thách nó nó khủng khiếp như vậy nhưng mình hãy nhớ là mình đang làm cái gì để mình có được cái thử thách này và nếu như mình vượt qua cái thử thách này thì mình sẽ đạt được cái gì mình hãy luôn tự hỏi những câu hỏi này cho bản thân của mình. Nếu như tôi đạt được cái thử thách này, tôi vượt qua thử thách này thì tôi được cái gì? Thì lúc đó mình mới cố gắng chứ đúng không? Còn bây giờ mình không thấy mục tiêu của mình rõ ràng. Sống không có mục tiêu, sống không có tầm nhìn. Thì cái mục, cái thử thách nó đến với mình, mình có vượt qua nổi không? Không. Và lúc đó, trời ơi tại sao là tôi rất là tiêu cực và ngửa mặt lên trời ông ơi tại sao là tôi đúng không cho nên là mình phải nhìn thấy những cái lớn hơn để mình mới vượt qua được à, và mục tiêu của mình là cái gì thử thách này nó đến với mình có liên quan đến cái mục tiêu của mình hay không và vâng cho các bạn biết là tất cả những gì đến với chúng ta đều có liên can đến với nhau hết đều có nguyên nhân đều có lý do hết cho nên đừng có đổ lỗi cho ai đừng có trách ai đừng có à, càm ràm ai mà hãy nhìn lại lỗi chúng ta và chúng ta đang đừng có ở đó mà negative tiêu cực về bản thân của chúng ta mà hãy tìm cách để vượt qua đó là cái thứ nhất cái thứ nhất là lặp lại nha mình hãy tự hỏi bản thân mình chuyện gì xảy ra với tôi và tìm ra cái nguyên nhân của nó và sau đó mình sẽ hỏi câu hỏi tiếp khi có nguyên nhân rồi thì tôi tiếp tục đi làm vượt qua cái thử thách này thì tôi được gì và nếu không thì tôi sẽ mất cái gì rõ ràng là các bạn sẽ thấy rõ câu trả lời của mình cái thứ hai câu thứ hai câu hỏi thứ hai cho bản thân của mình bằng cách nào tôi có thể vượt qua cái thử thách này hãy ngồi xuống hỏi câu bằng cách nào đừng có hỏi câu tại sao câu tại sao nó sẽ không bao giờ có câu trả lời và mình hãy hỏi bằng cách nào để tôi có thể vượt qua cái thử thách này có nhiều lúc những cái chuyện nó đến với mình mình cảm cảm thấy và tưởng chừng như không thể nào vượt qua được đó là lý do có nhiều người tự tử đó vì sao vì họ không có nghĩ là họ có thể vượt qua được và họ cứ nghĩ là chết thì nó sẽ không còn đau khổ nữa nhưng thật sự họ đã lầm to họ tự giận thì họ càng càng đau khổ gấp bội lần cái cuộc sống hiện tại của họ. Cho nên chết không phải là hết. Chúng ta đừng có nghĩ quẩn, chúng ta nợ cha mẹ một cái mạng, chúng ta nợ xã hội một cái mạng, chúng ta có thể làm rất là nhiều rất là nhiều việc có ích cho xã hội mà. Chúng ta sống đây đem cái thân tạm bợ này để làm việc thiện để làm nhiều việc có ích để sống đáng xứng đáng là một con người. Và nếu như các bạn là đạo Phật thì hãy xứng đáng làm một người con Phật. Còn bây giờ chúng ta đã được sanh ra làm người chúng ta vì một cái thất tình lục dục hay là vì một cái thử thách nào đó đơn giản nhẹ nhàng trong cuộc sống mà chúng ta tưởng chừng như chúng ta không vượt qua được thì chúng ta nghĩ quẩn đi, tự giận đi. À, chết có thể là sướng hơn. Thì các bạn nghĩ coi có phải là mình mang rất là nhiều tội không? Thứ nhất là tội bất hiếu với cha mẹ. Thứ nhì là mình à, chết một cách không ai thương tiếc hết vì sao vì nó không làm được cho ai chuyện gì hết nó không để lại tiếng thơm cho đời nó điên quá à nó gì một người như vậy mà nó tự giận hả còn để lại cái tiếng hôi cho đời nữa thì có đáng để mình tự giận không cho nên khi vấn đề nó đến thì hãy tìm cách và hãy nhớ là cánh cửa này đóng sẽ cánh có cánh cửa khác mở ra không có cái gì người ta nói sau cơn mưa trời sẽ, sẽ, sẽ sáng đúng không và không trời không có đường cùng cho mình đâu đừng nghĩ quẩn và hãy ngồi tĩnh cái tâm mình lại hỏi câu hỏi là bằng cách nào tôi có thể vượt qua cái thử thách này bằng cách nào tôi có thể vượt qua và khi mà các bạn hỏi cái câu bằng cách nào đó thì chắc chắn các bạn sẽ có cách chắc chắn các bạn sẽ có cách và đừng tìm cớ sẽ khỏi còn tìm, nó sẽ nhảy ra ngay tức khắc liền, không cần tìm đâu. cho nên luôn luôn hỏi mình cái câu bằng cách nào mình có thể vượt qua, bằng cách nào mình có thể vượt qua, vì mình biết rất rõ là thử thách trong cuộc đời nó trùng trùng điệp điệp luôn, và mình không thể nào mà mình nói thử thách ơi đừng tới với tôi và cầu nguyện ơn trên chư phật chư bồ tát ơi, chúa ơi hãy cho con đừng có thử thách trong cuộc đời này và hãy cầu nguyện là làm sao à, xin hãy cho con đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua tất cả những thử thách trong cuộc đời này của con mà con đang và sẽ gặp phải đó là những cái mình cần cầu nguyện đúng không cho nên khi mình gặp cái thử thách trong cuộc đời thì dĩ nhiên mình đã bước qua bước thứ nhất là mình đã biết nguyên nhân của nó rồi đúng không và cái thứ nhì là mình hãy tự hỏi mình câu hỏi là tại sao mình lựa chọn để vượt qua nó mình lựa chọn để vượt qua nó để làm gì à, bằng cách nào để mình vượt qua mình phải biết rất rõ là giống như Vân nói là cái thí dụ của Vân tiếp tục nha cái thí dụ mà đường kinh doanh của Vân mà chồng Vân không hiểu và cản và khi mà ảnh cản thì vân Vân nhìn vào một cái khía cạnh là dĩ nhiên ở trong nhà mà lục đục thì làm sao mình có thể làm được chuyện lớn được đúng không nhưng mình phải cũng phải tìm cách tìm cách và bằng cách nào mình có thể vượt qua vì mình biết được cái cơ hội này nó rất là lớn nó có thể giúp mình tự do thời gian tự do tài chánh có sức khỏe tuyệt vời thì bây giờ mình phải làm cái cách nào bằng cách nào bằng cách nào thì mình sẽ cố gắng chứng minh cho à, thật nhanh nhất có thể để chứng minh cho chồng mình thấy đây là cơ hội có thật và mình làm bằng mọi cách thí dụ như công ty có những chiến tưởng thưởng của công ty thì mình làm sao để mình có thể thành công để có thể đưa chồng mình đi những chiến tưởng thưởng miễn phí đó để cho ảnh có thể thấy được đây là cơ hội có thật và mình cố gắng làm sao để tiền nó có thật vô ngân hàng của mình để chồng mình tin được những cái gì mình làm đúng không cho nên là mình biết được cái sự lựa chọn của mình là đúng mình phải mình phải rõ ràng biết được là sự lựa chọn của tôi là đúng là chuẩn thì mình có niềm tin với sự lựa chọn này thì mình mới tiếp tục tìm cái cách để nó vượt qua đúng không và điều gì thúc đẩy tôi thành công mình sẽ tự hỏi cái câu là điều gì thúc đẩy tôi thành công có nghĩa là tôi muốn tự do thời gian và tự do tài chánh tôi không muốn sống cả đời để đi làm tôi muốn đi làm một thời gian ngắn để tôi hưởng cả đời chứ không phải sống cả đời để đi làm. Cho nên đây là cái điều mà thúc đẩy mình cần phải vượt qua thử thách này để thành công trong mục tiêu của mình. Và hãy nhớ, trong chúng ta, chúng ta hãy cố gắng sống có mục đích. Sống có mục đích và sống có tầm nhìn. Mục đích ở đây mỗi người trong chúng ta đều khác nhau đúng không? Và mình hãy sống biết rõ là mình sống với mục đích gì và mình hãy có tầm nhìn hướng về phía trước đừng bao giờ nhìn quá khứ quá khứ nó rất là đau lòng và hãy để cho nó ngủ yên trong quá khứ đi hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đừng khơi dậy lại quá khứ và hãy sống thật tốt hiện tại để mình có thể vượt qua những cái thử thách trong cuộc đời của mình và chắc chắn ai cũng có thể làm được điều đó hết nếu các bạn bình tĩnh lại và hỏi mình những câu hỏi như thế này thì chắc chắn mình sẽ có giải pháp à sự lựa chọn của mình có đúng hay không? Điều gì nó thúc đẩy mình để mình vượt qua. Đúng không? Cho nên à mình hãy nhẹ nhàng với nó. Mình hãy chấp nhận nó. Mình phải hoan hỷ đối với những cái đến với mình. Bình thản để giải quyết nó. Cố gắng kiềm chế không nóng giận nhớ nhẹ là khoảng cỡ 1 cho tới 3 tiếng bình tĩnh lại để suy nghĩ những câu hỏi này và nếu nặng thử thách nặng quá thì phải là một cho tới 3 ngày hoặc có thể hơn nữa nhưng đây là những lúc mình nguội lại mình bình tĩnh lại để mình suy ngẫm coi những cái những cái này có đáng để mình tiếp tục đi nữa hay không hay là mình đạp đổ nó nếu mình nóng ngay tức khắc có nghĩa là mình đang đạp đổ nó đúng không cho nên mình hãy cố gắng kìm lại à, dĩ nhiên là chúng ta là con người chúng ta đang hoàn thiện nhưng chúng ta phải làm thì chúng ta mới được đúng không ạ cho nên đó là cái thứ hai còn cái thứ ba cái thứ ba là mình sẽ tự hỏi mình bằng cách nào tôi có thể tha thứ những người làm tổn thương mình Những cái nó đến với mình không vui, những cái nó đến với mình bất an, những cái nó đến với mình phiền não có nghĩa là có ai đó tác động vào mình. Nó làm mới làm cho mình phiền não đúng không ạ? Và đa số những cái những người đó toàn là những người mình yêu không ạ? Mình thân, mình thương, mình yêu mình mới đau như vậy nè. Nếu như mà người nào đó đi ngang qua cuộc đời của mình thôi mà làm cho mình tổn thương mình sẽ không có đau nhưng cái người mình làm mình tổn thương là mình đau nhất á, là người thân trong gia đình của mình các bạn hãy để ý chỗ này nè chồng mình con mình hoặc là anh chị em mình hoặc có thể cha mẹ mình nữa là những người có thể dễ làm tổn thương mình nhất vì sao vì mình đã quá yêu họ quá thương họ đặt niềm tin trọn cho họ nhưng đùng một cái quá là bất ngờ cho nên bị tổn thương bởi những người mình yêu cho nên bây giờ câu hỏi đặt ra cho mình là bằng cách nào để tôi có thể tha thứ những người làm tổn thương tôi thì khi mình hỏi câu này thì mình phải tạm dừng lại mình phải tạm dừng lại chút xíu để mình nghỉ ngơi một chút đi vâng nói một cái thí dụ thí dụ thôi nha À, một người phụ nữ mà nặng quá về kinh doanh, quá giỏi về kinh doanh và mở một cái công ty nào đó mà cứ cứ mãi mê kinh doanh và vì mình muốn thành công trong những gì mình làm, mình lại quên đi người chồng của mình, mình quên đi người khó ngẫu của mình, mình quên đi cái 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 cái, cái uh, feeling của ảnh, cái cảm nhận của ảnh và mình quên đi quên hâm nóng tình yêu của mình đại khái là như vậy thì người chồng mà người ta đâu có đâu thể ăn chay hoài được đâu đúng không cho nên là họ sẽ làm cái gì đó tổn thương mình nhưng bây giờ thử hỏi mình phải nhìn lại là có thể là lỗi ở tôi đúng không cho nên hãy nhìn lại lỗi của mình trước nếu mình cảm thấy sốc lắm tự nhiên đùng một cái nghe tin đâu đó là anh ấy có vợ bé đau không Trời ơi đau chứ Giống như ông trời ông dán xuống Trời ơi tôi đi làm cực khổ Vì ai, vì cái gia đình này, vì anh, vì các con của tôi Vì gia đình này mà đùng một cái là anh lại làm tổn thương tôi như vậy Thì đau chứ Đúng không? Cực kỳ đau Nhưng bây giờ cái quan trọng là mình cần phải bình tĩnh Để hỏi lại mình Để nhìn lại, lắng động lại Và mình coi coi có phải nguyên nhân là từ mình mà ra hay không đúng không và bây giờ những cái đó là nó đã qua rồi bây giờ cái thứ ba là bằng cách nào để mình có thể tha thứ họ nếu mình biết được nguyên nhân rồi ok và nếu mình biết được là à, bằng cách nào để mình có thể vượt qua có nghĩa là hàng gắn bằng cách nào đúng không hàng gắn bằng cách nào rồi mình đã giải quyết được hai cái câu hỏi này câu hỏi thứ ba là mình làm cách nào để tha thứ người này khi mình tha thứ thì mình mới mới sống vui vẻ được đúng không và nhớ là tất cả những cái gì đến với mình đều có nguyên nhân hết và mình hãy tạm dừng lại những cái gì mình đang làm có nhiều lúc cơm áo gạo tiền cuộc sống chung quanh mình đồng tiền nó làm mình mờ hết đồng tiền là tiên là phật là sức bật của con người là cái gì đó rất là nhiều nhưng cũng là con dao hai lưỡi đem con người xuống địa ngục cũng là con dao hai lưỡi có thể giết chết gia đình của mình vì mình quá là ham mê đồng tiền quý vị sắm một cái nhà to đùng rất là đẹp vậy thì một ngày quý vị ở nhà của mình bao nhiêu tiếng quý vị cứ chạy theo danh lợi cơm áo gạo tiền quý vị có nhà đẹp quý vị có xe đẹp quý vị có tất cả những cái đó nhưng câu hỏi là quý vị hưởng được bao nhiêu trong ngày hay là quý vị vẫn tiếp tục chạy theo đồng tiền đúng không ạ? Cho nên cái quan trọng ở đây Vân muốn nói là mình phải nhìn lại bản thân mình, mình dừng lại chút xíu đi. Mình quá là bận rộn bao nhiêu năm nay với cơm áo gạo tiền rồi. Mình quá là lăng xăng à, bận rộn lăng xăng mỗi ngày vì tiền rồi. Và chuyện người chồng mình có vấn đề, người con mình, các con của mình nó cũng có vấn đề. Tại sao? Là tại vì nó sẽ hư mình không ở gần nó nó sẽ hư nó hút sách nó cờ bạc nó nó làm những cái chuyện mà mà mình không muốn rồi để rồi mình về mình quát cho nó một trận mình đổ lỗi là tại nó thật sự là hãy nhìn lại chính mình đi mình có làm trọn bổn phận là người vợ mình có làm trọn bổn phận là người mẹ chưa cho nên hãy hãy nhìn vào lỗi mình và hãy tha thứ những người làm tổn thương mình dừng lại hãy dừng lại đi dừng lại những cái gì đó mà nó không mang lại hạnh phúc cho mình hãy dừng lại những cái gì đó mà nó đang giết chết cuộc đời của mình mệt mỏi rồi có nhiều lúc mình quá sức đi mình mệt mỏi lắm rồi mình mệt mỏi giữa dòng đời cứ chạy theo cơm áo gạo tiền rất là mệt mỏi đúng không ạ hãy dừng lại và suy si ngẫm đi cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình tiền tài danh vọng công ăn sự nghiệp gia đình con cái nếu như được chọn một cái quan trọng nhất của mình là cái gì thì các bạn chọn cái gì các bạn có thể bấm cho vân biết nha không mình ở dưới nha nếu như trong cuộc đời của mình mà để chọn một cái gì mà quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là đó là cái gì và vân biết là trong chúng ta đều có cái đó đều có cái quan trọng nhất trong cuộc đời của mình đúng không ạ nhưng có nhiều lúc mình quên mình quên đi bản thân vân cũng vậy trước đây vân cũng chạy theo cơm áo gạo tiền vân làm ngày làm đêm vân làm một ngủ một ngày chỉ có 4 tiếng thôi và vân không 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 có lo cảm đại khái là trong đầu mình cứ nghĩ là mình làm bất cứ cái gì đều làm cho gia đình hết làm cho các con của mình làm cho gia đình làm cho chồng à, cho cái gia đình này có được à, à, cơm no áo ấm hạnh phúc an vui nhưng thật sự những cái đó coi chừng những người xung quanh mình không phải là họ cần cái đó cho nên hãy dừng lại chút xíu và hãy đặt cho mình câu hỏi là mình cái gì là quan trọng nhất đối với mình bây giờ có phải là các con của mình hay không và nếu như các con của mình thì nó đang cần cái gì có phải nó cần tiền của mình không hay là nó đang cần thời gian của mình hãy tự hỏi chính mình và không biết thì hỏi con mình đi hỏi cái người đó đi con đang cần cái gì của mẹ và nếu như có một điều ước từ mẹ thì con ước cái gì đúng không và bên cạnh đó cũng vậy nếu như mình muốn có một gia đình hạnh phúc mình ước có một gia đình hạnh phúc thì bây giờ mình hỏi người chồng mình đi em có thể làm cái gì để cho anh cảm được em là một người vợ tuyệt vời em có thể làm cái gì để cho gia đình mình hạnh phúc hơn nữa mình hãy hỏi đi và hãy lắng nghe người khó ngẫu của mình nói như thế nào Và nếu như các bạn nặng về tu tập để giải thoát Nếu như các bạn muốn cái điều đó Thì bây giờ các bạn thử hỏi chính mình đi Một ngày 24 tiếng mình tu tập được bao nhiêu tiếng? Mình đã làm cái gì để để là hành trang đem theo đây? Hành trang của mình đem theo là cái gì? Hãy tịnh cái tâm lại và hỏi, hãy tự hỏi mình và hãy tự trả lời cho chính bản thân của mình. Hay là bây giờ Ôi trời ơi cái điều tôi mơ ước là như vậy Nhưng Dạ Phật ơi con muốn tu để giải thoát lắm Nhưng bây giờ Công ăn sự nghiệp của con đang phát triển Hai ba cái công ty Rồi không thể nào bỏ công việc của con được Và cũng không thể nào Tu tập một ngày hai thời được Vậy thì Các bạn coi nặng cái gì Có phải các bạn coi nặng Chữ tiền hơn là chữ tu không có phải các bạn nói với bản thân mình là mẹ làm tất cả gì con con ơi mẹ thương con nhất, mẹ yêu con nhất và mẹ làm tất cả gì con. Nhưng mà khi con mình cần mình đang ở đâu? Khi con mình cần mình mình đang ở đâu? Hay là một ngày mình ở công sở mình ở chỗ làm của mình hết 10 tiếng rồi vậy thì có phải thật là mình có nặng chữ 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 gia đình chữ tình hay là có nặng chữ tiền đúng không ạ à? cái cây nó mọc lên thì nó thẳng như vậy nếu quý vị nó quý vị uống nó về hướng nào mạnh hơn thì chắc chắn gió nó ngã thì nó sẽ ngã về hướng đó cho nên mình hãy biết rõ là mình mục đích sống của mình để làm gì và hãy luôn trân trọng những người xung quanh mình hãy luôn trân trọng và hãy luôn mình nói làm sao nếu mình muốn sống có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn thì bản thân của mình phải nhìn là cái nào là quan trọng nhất để tôi có thể có được hạnh phúc mỹ mãn Hãy tạm dừng lại Dừng lại tất cả Cho tâm hồn lắng động lại Và mình hãy suy nghĩ tại sao Nó lại như vậy Tại sao chồng mình đối xử với mình như vậy Tại sao con mình nó hư như vậy Tại sao tự nhiên ông boss của mình Chủi mình một cách rất là ngon lành Mình đã làm gì sai Làm gì có lỗi đây mình hãy tự nhìn lỗi mình lại. Hãy nhìn vào lỗi của mình trước, trước khi phán xét một ai đó, hãy phán xét vào chính bản thân của mình. Và hãy nhớ, đời không như là mơ. Đời không như là mơ và không ai giống như ai hết. Cho nên mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cách giải quyết khác nhau vâng biết là mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau nhưng mà nếu quý vị giải quyết mà quý vị cảm thấy quý vị uh, an lạc quý vị cảm thấy thoải mái quý vị cảm thấy hạnh phúc thì cái đó là cái giải quyết tuyệt vời còn nếu như mình giải quyết một cách rất là rối lên uh, càng ngày càng tệ nữa thì cái đó coi chừng nhìn lại hãy nhìn lại coi cái sự giải quyết của mình như thế nào để mình có thể làm tốt hơn và cái kế tiếp nữa là mình hãy nhìn tới cái vấn đề tôi biết ơn điều gì ở người này mình muốn tha thứ họ thì mình phải nhìn tới điểm tốt của họ cái này rất là quan trọng nè mình muốn tha thứ một ai đó thì mình phải cố nhìn lại cái điểm tốt của họ đã từng làm cho mình à, mình đã từng biết ơn họ cái gì thí dụ như tôi nói thí dụ À, người chồng mình đã từng thương yêu mình đúng không? đã từng cho mình tất cả những gì anh ta có, à, đã từng chiều chuộng mình, đã từng đã từng thề non hẹn biển, đã từng chết vì mình, mình đã từng có những giây phút rất là hạnh phúc, đúng không? và bây giờ ảnh có làm một cái gì đó có lỗi với mình thì mình hãy nhìn tới những cái tốt đó để chi để mình sẽ bắt đầu khắc phục và tha thứ cho người này hãy nhìn những cái điểm tốt của họ để mình có thể vượt qua tha thứ cho họ rất là quan trọng chỗ này hãy nhìn những sự việc lớn những cái lớn thì chúng ta mới dễ tha thứ bỏ qua những cái hiện tại hãy buông bỏ chữ tôi của mình xuống hãy hạ nó xuống có nhiều lúc chữ tôi của mình nó quá là cao mình cũng cao chồng mình cũng cao thì chuyện gì xảy ra mình nhớ một câu là mình không thể thay đổi người ta nhưng mình có thể thay đổi chính mình mình có thể thay đổi chính mình để mình tiếp ứng được cái môi trường mọi lúc mọi nơi và khi ta thay đổi thế giới sẽ thay đổi người ấy sẽ thay đổi những cái gì mình muốn cần phải có thời gian đúng không ạ phải có thời gian thì xin hãy cho cái vấn đề này một thời gian để nó ổn lại vâng biết là ai trong chúng ta cũng có nguyên tắc sống của mình cũng có kỷ luật của bản thân mình nhưng có nhiều lúc mình phải uyển chuyển trong mọi tình huống con người sống trong thế gian sống trong cái cái cõi ta bà sống trong thế giới này mọi người phải là chính mình mình phải là chính mình đừng có để người ta giật dây mình mỗi ngày mình phải biết rất rõ mình là ai mình muốn cái gì mình làm cái gì và mình phải có nguyên tắc sống của mình nhưng cái nguyên tắc đó nó có thể uyển chuyển mọi tình huống chứ không phải cứng đơ như vậy uyển chuyển có nghĩa là khi nào mình cần dùng thì mình dùng mình cần thẳng thì mình thẳng mình cần căng thì mình căng mình cần uyển chuyển mình cần hạ mình hạ giọng xuống thì mình cũng nên làm uyển chuyển để có lợi cho cả hai bên mình nên làm và hãy nghĩ tới cảm xúc của người khác đặt mình vào cái tình trạng của người ta thì sẽ như thế nào mình hãy đặt mình vào cái vấn đề của người ta thì chuyện gì sẽ xảy ra thì lúc đó mình sẽ tha thứ họ một cách rất là dễ dàng có thể người ta có một cái gì đó nó khó xử có thể người ta có một cái gì đó nó nó nhiều tâm trạng à, suy tư cái gì đó mình không biết nhưng mình sẽ đặt mình vào cái tâm trạng của người ta bây giờ thì những cái đó nó có thể giúp mình hiểu hơn về cái vấn đề và giúp mình vượt qua được à, hãy nhìn vào sự kiện lớn hơn và mình cũng có thể hy sinh một chút nào đó để làm để đạt được những cái mình mình muốn đúng không mình phải làm những việc mình chưa bao giờ làm thì mình mới đạt được những cái mình chưa bao giờ đạt có nghĩa là mình có thể hy sinh bỏ một cái gì đó để mình có những cái khác to hơn lớn hơn thì mình cũng cũng nên đúng không? À, người ta nói làm sao? Bạn đang đứng trên một cái hòn núi và bạn nhìn kế bên có một cái hòn núi rất là đẹp và cao hơn hòn núi của bạn đang đứng bây giờ. Bạn muốn qua cái hòn núi đó hòn núi cao hẳn hòn núi vĩ đại hòn núi đẹp đó thì bạn phải chạy xuống hòn núi bạn đang đứng rồi bạn mới leo lên được đúng không bạn mới leo lên được hòn núi kia đúng không có nghĩa là có thể trong đời chúng ta có một có một cái gì đó mình cảm thấy mình đã 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 thành công rồi nhưng mình cảm thấy có một cái khác nó vĩ đại hơn và nó có thể giúp mình thành công hơn nữa mình phải hy sinh một cái để rồi mình mới đạt được cái to hơn, cái lớn hơn. Thì mình muốn đạt được lên đỉnh núi của hòn núi cao đó thì mình phải chạy xuống hòn núi mình đang đứng. Hạ mình hạ giọng xuống, bỏ cái tôi của mình xuống. Thì mình mới bắt đầu từ con số 0 và chạy lên từ hòn núi mà mình đang mơ ước đó. Thì mình mới đạt được, mình không thể nào đứng núi này mà trong núi nọ được hết không thể nào bắt cá hai tay không thể nào đứng núi này mà trong núi khác cho nên cái rất là quan trọng ở mình mình muốn mình phải biết rất rõ là mình muốn cái gì mình muốn đạt cái gì và khi mình muốn đạt được cái đó thì mình cần phải hy sinh cái gì cần phải buông bỏ cái gì để mình mới đạt được những cái to hơn như thế đó và hãy luôn luôn lấy cái tâm của mình để làm trong bất cứ những vấn đề gì những cái gì đến với mình mình dùng cái tâm từ bi của mình. Mình đối diện với nó. Cái tâm hoan hỷ, cái tâm từ bi, cái tâm nhẹ nhàng của mình để mình đối diện với cái vấn đề thì vấn đề nó sẽ được giải rất là dễ dàng. Hãy luôn luôn lấy tâm từ bi để hóa giải hận thù. Một ngày nào đó, họ sẽ hiểu các bạn. Họ sẽ hiểu. Có thể bây giờ họ đang giận, có thể bây giờ họ đang chưa có hiểu các bạn. Nhưng vẫn tin chắc là cái tâm từ bi của các bạn sẽ độ được họ. Và hãy làm với một cái tánh nhẫn nại kiên trì trong những gì mình làm. Không thể nào mình làm với một cái tánh à, một cái ích kỷ, một cái nhỏ nhặt, một cái hận, một cái à, với một cái tâm không hoan hỷ thì chắc chắn họ sẽ không cảm được mình. Các bạn có biết là từ trường của mình nó rất là quan trọng không? Rất là quan trọng. Khi từ trường thiện ở trong người của mình, có từ trường thiện rõ ràng, ở từ ở trong phát ra từ trường này không thể nào ở ngoài đi vô được hết. Từ trường này phải từ cái tâm của các bạn ở phía trong. Ở phía trong. Và khi các bạn mà là làm toàn những việc lành, sống vì người khác, sống nghĩ tới người khác, thì cái từ trường đó nó sẽ trổ ra khuôn mặt của mình tướng của mình tâm sanh tướng và khi cái từ trường này đến với ai gần ai hoặc là ai đó gần các bạn các bạn chưa cần nói đâu họ cũng có thể cảm được cái sự thân thiện cái sự thích gần các bạn lắm vì sao vì cái từ trường trong người các bạn tỏ ra làm người ta rất là mến mình và hãy luôn luôn sống À, có ích cho mọi người Làm nhiều việc thiện để cái từ trường của mình Có thể giúp được nhiều người khác Còn nếu như Mình làm những chuyện ác Mình làm lợi, mình hại người Không cần biết người ta như thế nào Tôi là được rồi à, Gia đình tôi hưởng là được rồi Mình làm những cái chuyện mà mình Gọi là à, bị che mắt hết Đồng tiền che mờ hết Thì những chuyện bất thiện Thì tự nhiên cái từ trường xấu trong người của mình Nó sẽ hiện ra rõ trên khuôn mặt của mình và khi ai đó đến với mình á họ không có quan hỷ và họ cũng không có muốn tới gần mình nữa thì mình đâu có muốn như thế đâu đúng không? cho nên sống hãy làm người có ích cho xã hội sống hãy làm một con người thật là à, mình 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 không dám dùng cái từ vĩ đại nhưng một con người xứng đáng là một con người chứ không phải sống làm thân một con người nhưng Người ta nói là xúc vật thì không nên. À, người ta chửi mình là đồ chó, đồ trâu thì không nên, đồ bò thì không nên. Mình sống làm sao xứng đáng là con người. Và nếu như các bạn là người con Phật thì hãy sống xứng đáng là người con Phật. Để sao? Để khi mình ra đi người ta nhìn mình người ta khóc. Đó là cái mà mong muốn chia sẻ hôm nay. À, và lặp lại ba câu hỏi để giúp các bạn thoát khỏi bế tắc đau khổ thứ nhất là các bạn hãy tự hỏi chuyện gì xảy ra đến với mình cái thứ nhì là bằng cách nào để tôi có thể vượt qua cái thử thách này cái thứ ba là bằng cách nào tôi có thể tha thứ những người làm tổn thương tôi thì nếu các bạn làm được ngồi ngẫm được ba cái này hãy nhìn vào lỗi của mình thì chắc chắn các bạn sẽ vượt qua tất cả những cái gì đó đến với mình à, một cách rất là nhẹ nhàng và không có những cái đau khổ bế tắc trong cuộc đời mình à, khống chế mình một cách dễ dàng nữa vì sao vì đây là liều thuốc giải vân đã giải được bài toán này rồi vân mấy ngày nay cũng bị à, phải nói là được thử thách <laughs> cũng được thử thách được. bài toán vân cũng khó rất là khó mà giải nhưng khi mà vân ngẫm tới ngẫm lui và một cái mà vân làm á, là khi mà Vân đang bế tắc một cái gì đó là Vân, Vân, Vân nghe rất là nhiều audio book. Vân tìm đủ cách để Vân vượt qua, Vân tìm cách, tìm cách sẽ có cách nếu mà các bạn tìm cớ khỏi cần đi. Cớ khỏi cần tìm. Và khi mà Vân Vân nghe những cái video, audio, sách rất là nhiều, rất là nhiều và tĩnh cái tâm mình lại. Tĩnh cái tâm mình lại, tự nhiên có giải pháp và đây là cái bài học của Vân quý vị, bài học của Vân cho nên vân rất là rất là muốn xe chia sẻ với quý vị và hy vọng một ai đó nhờ cái phương pháp này mà mình giải được những cái bế tắc trong cuộc sống của mình và vân tin chắc là các bạn sẽ làm được và hãy nhớ hãy nhìn vào lỗi của mình đừng đổ lỗi cho người khác vì mình sẽ mang cái tâm trạng rất là bất an nếu mình đổ lỗi cho người khác à, một câu chuyện à, trước khi vân kết thúc vân kể cho các bạn nghe một câu chuyện có một ông thầy giáo đó uh, một bữa nọ ổng đem một một cái bao tải vai uh, khoai tây tay tây potato khoai tây to uh, đùng gì nè uh, vô lớp học và và những cái bao nhỏ nhỏ như vậy xong cái ông nói với lớp học á ông nói với học trò của ông á là uh, các em hãy viết những cái tên mà các em không thể tha thứ được trong cuộc đời của mình những cái tên mà mình ghét á vô những cái những cái củ khoai tây này, viết những cái tên của những người đó vô củ khoai tây này. Và mọi người thao thao bất tiệt viết thiệt là nhiều, thiệt là nhiều vô củ khoai tây. Và sau đó ông nói là ông thầy giáo nói là bây giờ các em đem những củ khoai tây này bỏ vô cái bao đó, cái bao nhỏ nhỏ gì nè. Đó. Xong rồi các em à mang nó lên người. Lúc đi ngủ cũng mang luôn, mang hoài như vậy đó và mỗi ngày các em ghét ai đó các em không tha thứ được cho ai các em ghét ai các em đều viết vào hết viết vào củ khoai tây và tiếp tục bỏ vào dai của mình tiếp tục bỏ vào cái bịch đó và tiếp tục mang ở trên vai của mình thì một ngày nọ uh, cái bao này nó càng ngày càng đầy 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 tất cả mọi người mọi đứa học sinh trong lớp đều đầy lên hết thì uh, trong vòng vài ngày thì củ khoai tây này nó bị thúi bị úng và nó rất là hôi mùi đúng không nhưng người thầy giáo này nói là không thể để xuống nếu các em tha thứ cho người này thì các em mới bóc người này bóc cụ khoai tây ra khỏi cái giỏ của các em còn nếu như các em không tha thứ thì các em cứ việc bỏ vô tiếp tục thì khi mà bỏ vô tiếp tục thì uh, rất là nặng mang trên da rất là nặng và mang ngủ đi đứng nằm ngồi gì cũng phải mang và ngủ cũng phải mang và một vài ngày sau thì nó bốc mùi thúi lên thì người đó người học sinh mấy người học sinh rất là khó chịu luôn và và một tuần sau mang cái bột bọc khoai tây lại à, vào lớp thì thầy giáo hỏi là các em cảm thấy như thế nào thì mọi người đều nói là thầy ơi tại sao thầy làm như vậy nặng nề quá và thúi hôi quá tại sao thầy bắt tụi con phải làm một cái trách nhiệm như thế này thì thầy mới nói là vậy thì nếu như các em không tha thứ cho một ai đó các em mang họ hoài trong người của mình trên vai của mình thì các em có thấy mệt mỏi hay không các em có thấy đau khổ hay không các em có thấy mệt mỏi và uh, nặng nề hay không thì mọi người đều đều chưng hửng ra là rõ ràng nếu không tha thứ cho người họ thì mình là cái người đau khổ đầu tiên có nhiều lúc họ nói một cái câu gì đó làm mình tổn thương họ không biết họ chỉ vô tình họ nói thôi họ vô tình họ nói cái câu đó ra nhưng mình là cái người Chụp lấy cái câu đó và dạ, mình mang liền trong người mình liền Và khi mình mang trong người của mình á Thì có phải là nó quằn hoặc đau khổ nó nó, nó ảnh hưởng đến thần kinh của mình Nó ảnh hưởng đến thân xác của mình Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Nó giết mình Người ta nói giết người không cần gươm đau là như thế Và lời nói của người ta Mình cứ ôm vô Mỗi ngày không biết là bao nhiêu lời nói Người này nói mình cái này, người kia nói mình cái kia, mình bị giật dây một ngày không biết là bao nhiêu lần. Và những cái lời nói của họ mình cứ đem vào và có phải là cái sự nặng nề trong thân của mình không? Thì làm sao cái mặt mình nó có nụ cười hoan hỉ được? Làm sao cái mặt mình nó có có thanh thản và bình an trong tâm hồn được? Đúng không? Cho nên cũng vậy, cái bao này là cái bao mà các con không tha thứ cho họ đó. Thì các con phải ôm nó suốt cả cuộc đời này chứ không phải là một tuần này đâu cho nên khi mà nghe như thế thì những người học trò những người à, học trò trong lớp nói là bây giờ chúng con đã hiểu rồi thì chúng con sẽ học à, tha thứ tha thứ tất cả những gì đó đến với chúng ta thì bài học tha thứ nó không dễ chút nào hết nhưng nếu như mà mình làm thì mình sẽ được đơn giản thôi bóc cái củ khoai tây đó quăng vô thùng rác bắt cụ bóc cụ khoai tây lăn lăn như quăng như thùng rác có một ai đó làm cái hạnh từ bi làm hạnh bồ tát làm thùng rác để chúng ta có thể đổ rác ra mà đúng không thì chúng ta hãy mượn bờ vai của họ mà đổ ra đi hãy mượn thùng rác của ai đó mà đổ ra hết đi hãy tâm sự cùng ai đó rồi quên đi hoặc là mình đang có đút mắt gì với ai đó thì mình tới để mình giải quyết cái rút mắt đó đi để mình không còn giác trên cái gánh giác trên hai cái vai mình để làm một cái gánh nặng trong cuộc đời mình nữa và nếu mình giác quá nặng như vậy thì mình có cười nổi không mình có an lạc nổi không hay là lúc nào cũng cao có lúc nào cũng đau khổ lúc nào cũng trị trích người này trị trích người kia và nếu sống như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra đến với cuộc đời chúng ta đúng không đó là bài học mà Vân muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Thì không biết là ai nãy giờ nghe có cảm thấy lợi lạc gì cho mình không? Nếu có, các bạn bấm dùm văn số 4 nè. Nếu các bạn cảm thấy lợi lạc, à, bấm dùm văn số 4 nè. Lợi lạc và hành theo nha. Lợi lạc và cố gắng hành theo để chúng ta có được cái sự bình an, thanh thản trong tâm hồn. À, sống trong cuộc đời này nhớ là mình hãy cố gắng sống thật tốt để có hạnh phúc vui vẻ cả một ngày từng giờ từng ngày một chứ không phải là đợi tới tháng đợi tới năm đúng không cho nên hãy hành để chúng ta đều có sự hạnh phúc trong tâm hồn và chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta muốn nếu chúng ta thật sự muốn và hãy sống biết thương yêu chúng ta nhiều hơn thương yêu chúng ta có nghĩa là hãy cho chúng ta một cái tâm hồn thảnh thơi an lạc bằng cách là chúng ta hãy sống vì người khác và sống tha thứ biết tha thứ cho người khác thì chắc chắn là cuộc đời chúng ta sẽ luôn là màu hồng chứ không phải là màu đen đúng không ạ ok và nếu các bạn thấy cái video này lợi lạc cho mình lợi lạc cho mọi người thì các bạn có thể chia sẻ ra <laughs> và vân sẽ cố gắng làm nhiều cái video hoàn thiện bản thân để mình có thể cùng nhau hoàn thiện hơn nữa à, Sống làm sao cho xứng đáng Là con người Và là người con Phật Thật là xứng đáng Để cha mẹ mình Để chư Phật hãnh diện vì có người con như mình Ok cả nhà à, Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi Chương trình Facebook Live của Vân ngày hôm nay Và hẹn gặp lại trong lần sau Chào tạm biệt cả nhà Bye bye